bài tẩy trên tay liên tục bị lật, Tô Lâm điên cuồng truy vết. Báo chí Việt Nam hiện nay tạm thời chia làm hai luồng chính. Luồng do đảng chăn dắt thì đảng gọi là báo chí chính thống. Tuy được gắn mỹ từ chính thống, nhưng đây là loại báo chí kém chất lượng nhất về mảng chính trị. Nó truyền che đậy cái xấu của chế độ và bịa ra cái tốt để tô hồng, khiến cho người dân hết thế hệ này đến thế hệ khác phải ăn bánh vẽ. Luồng thứ nhì là báo chí tự do. Đây chính là nguồn tin phản ánh sự sống động hậu trường chính trị tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong thể loại báo chí tự do này cũng có nhiều cấp độ tự do kiểm duyệt và tự do hoàn toàn. Báo chí tự kiểm duyệt thường đưa ra quan điểm thận trọng, cấp tin khi những tin này đã được họ kiểm chứng chính xác 100%. Tuy loại báo chí này có độ khả tín cao, nhưng trong trường hợp chính trường náo loạn, họ lại không đưa kịp những tin tức nóng nhất từ hậu trường đưa ra, bởi có những tin ban đầu tưởng như không có cơ sở, nhưng sau đó lại là sự thật. Nguồn báo chí tự do không tự kiểm duyệt chính là loại báo chí mà chính quyền cộng sản sợ nhất. Nguồn tin nội bộ thường được đưa ra công chúng từ những nơi này. Khi chính trường còn đang có vẻ như yên ắng, họ lại đưa tin động trời và sau đó trở thành sự thật. Diễn biến chính trường nó như cơn sóng thần vậy. Nó là loại sóng ngầm ở nơi ngoài khơi, nhưng khi gần đến bờ nó trồi lên và tàn phá. Loại tin mà biết trước như thế khiến cho người dân biết rõ tình hình nội bộ đấu đá lẫn nhau, mà đặc biệt là đối thủ biết phía bên kia có ý định gì nên đã tìm cách hóa giải. Chính trường Việt Nam trong những tháng vừa qua là kết quả thắng lợi của Tô Lâm và phe Hưng Yên. Tuy nhiên khi lên đỉnh cao quyền lực thì Tô Lâm dường như không còn giữ được yếu tố bất ngờ nữa, nên hiện nay kế hoạch thâu tóm quyền lực của Tô Lâm đang rất khó khăn. Trước đây phe quân đội như đang ngủ quên và để cho Tô Lâm vượt mặt giành lấy ghế tổng bí thư. Ý đồ của Tô Lâm đã bị phơi bày rất nhiều khi Tô Lâm lần lượt chọn Lương Tam Quang nắm bộ công an và chuyển Nguyễn Duy Ngọc về ban bí thư để xây dựng căn cứ thứ nhì. Chưa hết, hai tướng gốc Hưng Yên tại Bộ Quốc phòng cũng bị điểm mặt là người được Tô Lâm nuôi lớn để mà chiếm lấy Bộ Quốc phòng, biến Bộ Quốc phòng thành Bộ Hưng Yên thứ hai. Những kế sách ấy Tô Lâm không bao giờ nói cho ai biết. Tuy nhiên, những cặp mắt quan sát tinh tường trong xã hội đã phán đoán và phân tích cho bạn đọc được biết. Có lẽ cũng nhờ đó mà phe đối nghịch với Tô Lâm cũng có nguồn tin quý giá để mà đoán trước được ý đồ của Tô Lâm và ra tay ngăn chặn. Việc Lương Cường giành lấy ghế chủ tịch nước và cùng Phan Văn Giang đi Chile cho thấy hai phe mạnh nhất trong quân đội đang xích lại gần nhau hơn. Điều đó có nghĩa là chi nhánh quân đội của Hưng Yên đang bị hai thế lực mạnh nhất chú ý. Vì thế, ý đồ Tô Lâm tại Bộ Quốc phòng ngày một khó khăn hơn, đó là Hưng Yên hóa cả Bộ Quốc phòng. Chuyến đi của ông Lương Tam Quang đến Đức vào hồi tháng trước, ngoài việc để đánh đổi lấy bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thì ông này cũng đề nghị phía Đức bịt miệng tự do ngôn luận trong những nguồn tin từ nước này để Tô Lâm không phải liên tục lật bài tẩy. Tuy nhiên, Đức là nhà nước tự do, không phải muốn bịt miệng báo chí là bịt được. Đức hoàn toàn khác Việt Nam. Tô Lâm rất căm những nguồn tin lật tẩy ông ta, tuy nhiên cũng nhờ những nguồn tin này mà các phe phái có đường chống đỡ trước dã tâm của Tô Lâm. Nguồn tin báo chí tự do từ nước ngoài không hẳn là có hại, có lẽ nó chỉ có hại với Tô Lâm nhưng lại có lợi cho thế lực khác. Còn nguồn tin báo chí tự do tốt như thế nào với người dân? Nó đã vạch ra bản chất thật sự của Đảng Cộng sản trước bàn dân thiên hạ, để người dân hiểu đúng bản chất thật hơn của chế độ này, chế độ mà hàng ngày vẫn đều đều tiêm độc dược vào tư tưởng của người dân cả nước. Quý vị các bạn theo dõi bản tin, bài tẩy trên tay liên tục bị lật, Tô Tổng điên cuồng truy vết. Quý vị các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Võ đài bất công, Tô Lâm thì dùng gươm để chiến đấu, phần còn lại thì phải dùng tay không. Bộ Công an được ví như thanh gươm của chế độ. Đây chính là nơi truy lùng, bắt bớ những người dám nói lên những sự thật mà chính quyền che giấu. Tuy nhiên, giờ đây Bộ Công an đang bị Tô Lâm biến thành thanh gươm của riêng ông,
để mình chiến đấu với các đồng chí của ông trong đảng. Nhờ có Bộ Công an trong tay, Tô Lâm có công cụ để mà điều tra, thu thập dữ liệu, cất vào kho lưu trữ để dùng khi cần. Kho dữ liệu đen khổng lồ này là một vũ khí vô cùng lợi hại mà chỉ một mình Tô Lâm nắm giữ, còn các đối thủ chính trị của ông thì không có. Cuộc chiến tranh giành ghế tổng bí thư, Tô Lâm đã đánh gục hai đồ đệ của ông Nguyễn Phú Trọng là Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng. Lúc đó, một người được xem là thái tử được chọn kế nhiệm ngai vàng, người còn lại thì được xem là phương án dự phòng nếu thái tử gặp rủi ro. Vậy mà Tô Lâm dễ dàng hạ gục cả hai và ngang nhiên bước lên ngai vàng mà chẳng ai dám lên tiếng phản đối cả. Trong chế độ này chẳng có ai trong sạch hết. Ông Võ Văn Thưởng thì ăn của tập đoàn Phúc Sơn tới 64 tỷ, được đánh giá là con số rất nhỏ so với miếng ăn ngàn tỷ của Tô Lâm trong vụ AVG. Ngay cả ông Vương Đình Huệ cũng chưa chắc đã ăn nhiều hơn Tô Lâm, nhưng cả ông Huệ và ông Thưởng đều không có thanh gươm trong tay để mà đánh trả, nên đành chấp nhận thua tức tưởi trong cuộc chơi. Hiện nay cả Bộ Chính trị đều không ưa Tô Lâm, về số lượng họ đông hơn nhưng lại chẳng có cách nào để chế tài Tô Lâm cả. Nguyên nhân cũng chỉ vì họ không có thanh kiếm điều tra để mà tấn công lại Tô Lâm, lên đành bất lực. Giờ đây một thế lực mới nổi lên muốn cân bằng với thế lực Hưng Yên của Tô Lâm, chính là phe quân đội. Quân đội cũng là một thanh gươm của chế độ, quân đội cũng có bộ máy điều tra riêng, có cả tổng cục tình báo, cho nên cũng chỉ có phe quân đội mới cầm được thanh kiếm để đấu với bàn tay cầm kiếm của Tô Lâm. Giả sử phe quân đội lấy được sự cân bằng quyền lực với phe Tô Lâm trong thời gian sắp tới, thì sân chơi cuối cùng cũng chỉ là đất diễn của những kẻ trên tay có kiếm. Còn những thế lực khác vẫn chỉ tham gia với vai trò phụ trợ mà thôi. Trước khi Tô Lâm dẫn phe Hưng Yên đánh vào phe Nghệ An, Hưng Yên thì chỉ có 6 ủy viên Trung ương Đảng, 1 ủy viên Bộ Chính trị. Trong khi đó, phe Nghệ An thì có đến 11 ủy viên Trung ương Đảng và 3 ủy viên Bộ Chính trị. Về số lượng, phe Nghệ An vượt trội hơn hẳn. Thế nhưng phe Hưng Yên lại giành thắng lợi, giành luôn được ngai vàng mà Nguyễn Phú Trọng để lại. Nguyên nhân là phe Hưng Yên có số lượng ít hơn, nhưng trên tay thì lại có kiếm. Còn phe Nghệ An tuy đông hơn, nhưng lại chỉ dùng tay không để mà chống đỡ nên bất lợi. Lúc này chỉ có phe quân đội là đủ khả năng để nói chuyện phải quấy với Tô Lâm. Còn phe Nghệ An và Hà Tĩnh, dù đông thì vẫn khó mà chống lại được phe Hưng Yên. Cuộc chơi càng về sau, càng phân chia thành hai phe rõ rệt, là phe công an, cũng là phe Hưng Yên, và phe quân đội. Để có được những vây cánh như ý muốn, Tô Lâm đã đạp lên đảng luật để đưa cả Lương Tam Quang vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an, rồi đưa tiếp vào Bộ Chính trị. Cũng đạp lên trên đảng luật, Tô Lâm bổ nhiệm người chưa là ủy viên Trung ương Đảng tròn một nhiệm kỳ vào Ban Bí thư là Nguyễn Duy Ngọc và Trịnh Văn Quyết. Vì sao Tô Lâm dám không xem đảng luật ra gì như vậy? Bởi trên tay Tô Lâm có thanh gươm sắc bén. Giả sử phe Nghệ An dám đạp lên đảng luật thì Tô Lâm có thể để yên cho họ hay không là câu hỏi được đặt ra. Vậy nên có thể thấy võ đài chính trị của Đảng Cộng sản cũng đầy bất công, nơi mà kẻ này được dùng gươm, kẻ khác thì không. Quý vị và các bạn có theo dõi bản tin Võ đài bất công, Tô Lâm dùng gươm chiến đấu, phần còn lại thì dùng tay không. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.